Phan Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cô Đời Giá Trị. Quý vị thân mến, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Phẩm chất một người có thể ảnh hưởng tới phúc khí, cũng góp phần thay đổi vận mệnh của người đó. Thông thường thì một người tâm địa thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, tin tưởng vào chân thiện mỹ của thế giới, tin rằng gieo nhân nào gặt quả đó sẽ là người gieo việc thiện, gặt hái điểm tốt lành. Như vậy thì không cần chủ động tìm kiếm quý nhân, quý nhân cũng sẽ nguyện lòng để giúp đỡ họ khi cần thiết. Những người như vậy thì thường sẽ có 3 phẩm chất sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Người có 3 phẩm chất này đi đâu cũng may mắn, phú quý. Thứ nhất, tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cổ nhân có câu, thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Từ xưa đến nay, lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Người sống tốt đẹp và tử tế luôn dễ dàng thu phục lòng người. Có ai mà không muốn kết giao, làm bạn với người có tấm lòng thiện lương? Bởi vậy mà cổ nhân rằng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp con người luôn có nội tâm an định, tường hòa. Trong cuộc sống, có người chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà cân đo đong đếm, có người bởi gặp phải thất bại nhất thời mà thống khổ không thôi. Con người ta thường có một bệnh chung như vậy, hẹp hòi, nhỏ mọn, khó hiểu, phiền não, u sầu, tự ti, tuyệt vọng, đố kỵ, nghi ngờ. Mà đối với những người rộng lượng, những thói xấu này không thể cản bước chân vì tâm thái của họ luôn bình tĩnh xử lý, tiêu sái tự nhiên, vững vàng thành thạo. Ở hiền gặp lành, lòng bao dung của con người thực sự có thể đem lại những kết quả tốt đẹp nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Người rộng lượng, sống tử tế, thiện lương thường được đánh giá là người thành công trong cuộc sống. Không những trong các hoạt động cộng đồng, trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân. Họ giúp người khác khi cần cũng như tạo điều kiện cơ sở cho người đó được thành công. Có câu nói như thế này, bạn có thể có mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp người khác có cái họ muốn. Thật lòng mà nói, khi bạn tử tế với ai thì người đó cũng sẽ đối đáp với bạn như thế. Chìa khóa thành công của người rộng lượng là cho đi hơn nhận lại. Tuy nhiên, những điều họ nhận được còn lớn hơn rất nhiều những thứ họ cho đi. Không chỉ trong sự nghiệp hay công việc mà chính tình hữu nghị, các mối quan hệ cá nhân cũng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Khi sở hữu một tấm lòng tử tế, bạn cần có sức thu hút hơn. Thứ hai, biết cách tôn trọng người khác. Giao tiếp là một con đường hai chiều. Nếu bạn tôn trọng ý tưởng và chọn lựa của người khác, họ cũng sẽ tôn trọng và lắng nghe bạn. Ngược lại, họ cũng tìm cách chống đối, coi thường bạn và vượt mặt bạn. Với kẻ kiêu căng, tự mãn, chỉ một thành tựu nhỏ cũng đủ để họ lộ ra bản chất tự cao tự đại của mình. Lâu dần khi tự kiêu trở thành một loại thói quen, họ cũng dễ dàng coi thường những người xung quanh. Một người biết tôn trọng người khác sẽ giống như không khí trong lành khiến mọi người thấy dễ chịu, thoải mái khi tiếp cận. Ngược lại, kẻ hay chê cười người khác như không khí độc, chỉ khiến mọi người muốn bỏ chạy. Trên đường đời, người có phúc khí sẽ nắm trong tay chiếc chìa khóa quan trọng để thành công. Đó chính là sự tôn trọng được biểu hiện chân thành. Bất kể bạn giàu có hay nghèo khó, nhưng khi bạn tôn trọng người khác, bạn sẽ luôn tốt đẹp trong mắt họ. Đừng áp đặt thói quen của mình lên người khác. Cần phải học cách nhìn nhận sự khác biệt đến từ bản chất và hòa hợp với nhau. Hẳn nhiên, tôn trọng cũng không phải là con đường một chiều, mà là hai chiều. Món quà quý giá nhất dành cho người thương yêu không phải hoa hay quà đắt tiền, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng. Thứ ba, không ham hư vinh. Chỉ có người không ham hư vinh mới có thể sống thẳng lưng, đứng thẳng người, không khom lưng luồn cúi hay vì lợi ích quên nghĩa. Dù cuộc sống phải đối mặt với nhiều ham muốn, họ vẫn có thể thong dong tự tại,
sống đúng với nguyên tắc của chính mình. Dục vọng cá nhân không thể sinh trưởng ác ý, trở thành khối u ác tính, chi phối tư duy và hành động con người. Cũng nhờ vậy, họ thấy người khác đắc được thứ tốt thì vui vẻ, gặp người tốt, việc tốt thì có lòng biết ơn. Khác với người có tâm lý cực đoan, luôn đánh đồng lời khen với sự a xua su nịnh, người khôn ngoan biết cách nhìn nhận tỉnh táo hơn. Họ luôn trân trọng công sức của người khác, đánh giá đúng những điều họ đã bỏ ra, dành cho họ những lời khen ngợi hoặc cảm kích xứng đáng. Dù là hữu hình hay vô hình, đây chính là cảm xúc tích cực, tạo động lực và trải nghiệm tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Người sở hữu phẩm chất này thường có các mối quan hệ vững chắc. Người khác đều muốn hợp tác, kết giao, xây dựng được nền tảng thuận lợi để đương đầu với nghịch cảnh. Quý vị thân mến, trên đời này tồn tại hai kiểu người. Người may mắn và người luôn cảm thấy số phận, đang trêu đùa với bản thân mình. Đối với xã hội ngày nay thì sự thành công dường như được quy đổi ra thành tiền bạc. Ai giàu có thì sẽ thành công hơn những người chỉ kiếm được đủ sống. Người giàu và người nghèo thường ít khi có tiếng nói chung. Và đặc biệt, tầng lớp trung lưu rất khó nắm bắt được suy nghĩ của người giàu. Người giàu thường may mắn và có nhiều lợi thế hơn người nghèo. Người giàu khôn khéo, giỏi tạo dựng các mối quan hệ và đặc biệt, người giàu thường ích kỷ. Tuy nhiên, điều cơ bản nhất tạo nên sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Người giàu dám nghĩ khác và làm khác, trong khi người nghèo thì không thể. Và đây chính là 5 điều mà chỉ người giàu mới có. Thứ nhất, người giàu dám ước mơ. Hầu hết chúng ta đều lớn lên với những câu chuyện cổ tích về một thế giới hòa bình và thân thiện. Ở đó, âm nhạc đem cả thế giới xích lại gần nhau. Các vận động viên rất kiên trì và chăm chỉ, còn những doanh nhân thì luôn trung thực, thẳng thắn. Và người nghèo luôn tin rằng cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi họ giàu có. Vì thế họ cố gắng đấu tranh để có được hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Trong khi đó, người giàu luôn định hướng rõ ràng về tương lai và lạc quan về những gì họ cho là đúng. Họ đánh giá cao quá khứ và luôn lấy quá khứ làm bài học cho hiện tại tương lai. Các tỷ phú tự thân giàu có đơn giản vì họ dám đặt cược vào bản thân để theo đuổi giấc mơ, mục tiêu và lý tưởng. Phần lớn thời gian của họ tập trung vào việc hoạch định các mục tiêu có thể thực hiện và kiên trì với mục tiêu đó đến cùng. Thứ hai, người giàu chơi với người giàu. Người giàu thường bị chỉ trích là sống trong một vòng tròn khép kín và trong vòng tròn đó họ chỉ giao du với những người cùng tầng lớp. Người bình thường sẽ không có cơ hội đột nhập vào thế giới của người giàu trừ khi trở nên giàu có. Tuy nhiên, đó là quy luật của cuộc sống, giống như những người theo tôn giáo sẽ muốn giao du với những người có cùng đức tin. Người giàu sẽ muốn tiếp xúc với những người thành công khác. Họ tin rằng kết bạn với những người xung quanh thành công sẽ giúp họ mở mang kiến thức, phát triển tư duy. Và quan trọng, họ có những mối quan hệ rộng hơn và có thể tìm kiếm những cơ hội thành công khác. Thứ ba, người giàu dám làm. Hầu hết mọi người đều mong muốn một cuộc sống thoải mái và đầy đủ. Sự thoải mái về thể xác, tinh thần và tình cảm là mục tiêu hướng tới của tầng lớp trung lưu. Ngược lại, người giàu luôn ý thức được rằng kiếm tiền không dễ gì. Do vậy, sự thoải mái về thể xác hay tinh thần không phải là mục tiêu duy nhất của người giàu. Họ học cách chấp nhận thành quả từ chính những thử thách. Họ biết được cái giá phải trả cho sự giàu có và biết rằng chỉ cần có sức chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, họ có thể gặt hái được thành công như mong đợi. Thứ tư, người giàu tin rằng tiền bạc chính là sự tự do. Chúng ta thường cho rằng người giàu chi nhiều tiền nhằm mục đích khoe của, nhưng với người giàu, tiền bạc chính là thước đo của sự tự do. Trên thực tế, bạn sẽ không thể có một sự tự do đúng nghĩa nếu như bạn không giàu có. Bạn sẽ phải lao động để kiếm tiền. Sự tự do của bạn phải bó buộc lại trong một tổ chức với một ông chủ khó tính. Bạn cũng không thể thỏa sức bay nhảy, đi những nơi bạn muốn đến, khám phá những địa điểm mới
khi bạn không có đủ tiềm lực tài chính. Nhưng với người giàu, họ hoàn toàn có thể. Người giàu có đủ khả năng đứng lên để chống lại sự áp bức. Họ có thể tự làm chủ bản thân, không cần phụ thuộc vào bất kỳ nhân vật hay tổ chức nào. Họ sẽ có được những bác sĩ tốt nhất khi họ bị bệnh. Đi đến bất cứ nơi đâu họ cảm thấy thoải mái, có những bữa tiệc xa xỉ với bạn bè khi họ muốn. Ngoài ra, họ có thể quyên tiền từ thiện, ủng hộ các tổ chức hoặc chi tiền cho các mục đích chính trị. Thứ năm, người giàu luôn tự tin. Chúng ta thường cho rằng người giàu có và thành công là những kẻ kiêu ngạo, tự mãn và luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Tuy nhiên trên thực tế, người thành công là những người tự tin chứ không tự kiêu. Họ ít khi do dự hay sợ hãi trước bất kỳ một vấn đề nào đó. Họ có niềm tin tối cao vào chính bản thân mình. Thậm chí họ có niềm tin ngay cả khi thất bại và cho rằng mình có thể học hỏi được từ thất bại đó. Coi thất bại là bàn đạp để tiến xa hơn và thành công hơn. Do vậy, niềm tin, thứ mà người nghèo thường cho rằng là sự kiêu ngạo, chính là kim chỉ nam cho mỗi bước đi để người giàu gặt hái hết thành công này đến thành công khác.